Hello everybody. Okay, now we learn the new one first. Play. Do homework. Go to work. Study. Games. Không là game on mean ST để sao vì phụ vật cái thêm S. Watch. Sleep. Never. Sometime. Biết nó cứ mean S sometime. Always. Biết nó còn trâu mean S này. Vì tụ tập cứ kì xây chân. Place, do homework, go to, work, study, games, watch, sleep, never, sometime, always. Ok, ta dừng chấp đàm riêng, mê riêng bao giờ, mình ta bị dừng bàn, sắc xa bị thầm mây hại. Chẳng lúc nông mê riêng này là cựu bàn, phần lần thọt video, cứ ăn, vì tổng phó đám này mê riêng tìm bàn. Rồi hốt đã chọc trong nơi tổng phố mê riêng tìm bạc. Được group 1 phần lật video này là cứ đồng bày chui chung nuôi đọc ổn để riêng sỏi. Hãy bốn ảnh riêng lập tiệc luôn án mà to bị bốn riêng lâu xa lạ. Và còn ta chỉ chung nuôi đọc ổn tại bản lọc. Bộ ổn đó cứ trong chui phần rứng chung là đang bỏ ổn. Hãy bật sân bốn tùm lấy bốn ảnh mơ video bỏ lập group xa lần mình. Các bạn, nó có nông bí riêng cứ cô ổng nó cho người bố ôn cho nên dây ổng bí tùm lọc ca riêng là bố ôn hay nâng ta bố ôn bàn phở ở bài khắc chỉ tùm lọc cái how often you do that. Và nó có nông bí riêng lắm chắc người ta cũng ơi khát bê dũ dừng chọc ra bí riêng rồi bỏ dừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ta chấp ra sao chứ mấy. Unit 5. Study Habit. Study habit là tổng lọc ca hiện sổ. Tổng lọc ca hiện sổ. Study nó cứ riêng sắc xá. Habit nó cứ tổng lọc. I love school. Nhóm chơi chất xa lạ. I love school. Nhóm chơi chất xa lạ. Look at the picture. Cô lệch mơ rụp hiểm. This is Hiroko. Đi cứ chia Hiroko. Can you guess what she loves? Ta nè ai tìa mớ điếng chua chật ấy. Right, your guess. Sơ xê ca tụng tìa rồi bỏ nè. Nó có nông lột bụng rồi bỏ nè. Rồi bỏ nè. Hiroko loves. Chính Hiroko nó chua chật ấy. Listen and check. Ta bốn đọc mớ. Và xong bố thì bạn khăn ông ca sắp ổn ảnh mơ thép nó khẳng trọng. Bí chạy bám chạy mùi. Trọng sắp hồ có dân. Tape script 1.2.5. Tape script 2.5.1. Can I ask you some questions? Yeah, sure. What's your name? My name is Hiroko. How old are you? I'm 14. Where are you from? I'm from Japan. Do you go to school? Yes, I do. I'm very busy. I have two schools. Can you say that again? Two schools? That's right. I go to two schools. I love school. I love studying. I study every day. What do you study? My classes are math, science, Japanese, English, and physics. English is my favorite. I love my teacher. We play games in English. I love games. They're my favorite. What do you do in English? We sometimes watch TV. I talk to my classmates in English, and the teacher talks to us in English. At 6 o'clock, I go home. Guess what I do then? I study. I do my homework. Wow. Thanks, Hiroko.
Ok, tập ôn đọc mật xạ tiếp. Đây là câu sao mật bán. Take script 2.5.1. Can I ask you some questions? Yeah, sure. What's your name? My name is Hiroko. How old are you? I'm 14. Where are you from? I'm from Japan. Do you go to school? Yes, I do. I'm very busy. I have two schools. Can you say that again? Two schools? That's right. I go to two schools. I love school. I love studying. I study every day. What do you study? My classes are math, science, Japanese, English, and physics. English is my favorite. I love my teacher. We play games in English. I love games. They're my favorite. What do you do in English? We sometimes watch TV. I talk to my classmates in English, and the teacher talks to us in English. At 6 o'clock, I go home. Guess what I do then? I study. I do my homework. Wow. Thanks, Hiroko. Tập ôn ai tập bàn kế bật sân ôn bị bạc tập ôn ai bạc sẽ phổ bỏ phố nâu cũng phổ chống hay mờ thẹt nữa lấy tập xa chết mày. Can you remember what Hiroko said? Ta nè ai chọn chẳng bàn tế Hiroko như vậy ai. My the sentence is half. Cô có vẻ cần đá ví dụ nè. My name is Hiroko. I'm 14. I go to schools. I go to three school. English is my favorite. We play game in English. Vì sometimes dưỡng chuột cáo okay. Sometimes watch TV at 6 o'clock đồng mong phần muối. I go home. I do my homework. Nếu buồn ai tập hay phục bóng á. What are these pictures of? Match the word to the picture. Listen and check. Go, play, go đánh tấu, play lấy, work thuê cá, do homework thuê kịch cạp tiếp, study sắc xá, watch mở. Text script 2.5.2. Do homework. Do homework. Play. Play. Work. Work. Study. Study. Go. Go. Watch. Watch. What can you remember about Bupa? Ta này ai chong chang quay khắc đi Bupa. Code breaker. Talk to your partner. Take it in turn. Đã quên nghĩa. To pretend. Bởi thua chiếc Bupa. Pretend nó cứ thua chia, thua bờ chia. Bất đế bần này thua chia. Đã cả nạn đời ta những thua bờ chia Bupa. Use the picture to help you. Listen and check. Tập ôn tập. Chấm tập mất. Text script 2.5.3. Hi, my name is Bopa. I'm 13 years old. I am from Cambodia. I
I love my school. I go to school with Dara and Supal. They're my classmates. I do homework and study every day. I'm a good student. I work hard, but I have fun too. I play football and I watch TV. TypeScript 2.5.4. TypeScript 2.5.3. Hi, my name is Bopa. I'm 13 years old. I am from Cambodia. I love my school. I go to school with Dara and Supal. They're my classmates. I do homework and study every day. I'm a good student. I work hard, but I have fun too. I play football and I watch TV. I'm 13 years old. I'm a student. I'm 13 years old. I am from Cambodia. I love my school. I go to school with Dara rồi bị support and Dara rồi có support của mấy bên trăm gì đó. They are my family rồi có they are my friend. I do homework and study every day. I'm a good student. I work hard, but I have fun too. Football. And for TV, code cracker, code cracker. Answer the question in your notebook. How old are you? Where are you from? Do you go to schools? What do you study? What do you do in English? Are you a good student? Give example. Use your note to write about you, then write your name. Swap writing with your friend. Swap rechanning. Plapro kase chimoy mật đẹp quá nè. Can you guess tên này ai ti? Bồi ná cư chì ca sơ xê rồi bỏ nè. Sông lê rồi bỏ nè. Are you a good student? Tên này cư chì sắc đó là ôm nè rứ. Look at the two pictures, but late mơ rụp hiệp bì. Who is a good student? Ta là ná quý chất sắc lọ. Who is naughty? Ta là ná, naughty nhưng mà rụp bực, cầu khôi nhưng naughty. Ta là ná naughty, bực, cầu khôi. Listen, read and check. Ta cũng chẳng tập thêm nó hay chẳng tiền mơ. TypeScript 2.5.4. Hi, my name is. I'm 13 years old. I'm from Cambodia. I'm a good student. Let's see. I never do my homework. I always play games and watch TV instead. I sleep. Everyone sleeps, but I sleep a lot. I go to school sometimes. I always go to sleep late, so I never wake up early. I watch TV every day, and I play games every night. I love TV. It's my favorite. See you later. It's time to sleep again. How are you? My name is... Am I a good student? Yes, I am. School is my favorite place, and English is my favorite subject. I always work hard. I never play games. I hate games. Games are for children. I always do my homework and I always study. I never watch TV, but I read books. I always study. I'm a good student, but some of my classmates are naughty.
Dora is naughty. Tập ổn là lực lượng bỏ rai ổn sạp. Hi, sức đấy, my name is Chmua rồi bọc nhóm cử ấy. I'm 13 years old, nhóm dự đọc bài chân nằm. I'm from Cambodia, nhóm mô bì bà tế Campuchia. Am I a good student? Ta nhóm chứ sơ đà lọ mà nè rứ. Let's see, tập, kết mất. I never do my homework, nhưng mà đại thua homework thì I always play games, nhưng tại the lane game and watch TV instead. Hay là mơ tu chung lục vậy. Instead nó cứ chung lục vậy. I sleep, nhưng day everyone sleep, nhà rõ cái day. But I sleep a lot, có bản thái nhưng day. Chẳng I go to school, khiom tàu riêng, sometime chun càng. I always go to sleep late, khiom tay, day, you. So, I never wake up early, để chân khiom mần đài nhạc, bì bà lâm tế. I watch TV every day, khiom mơ tu chỉ riêng rật ngày. And I play game, hay khiom lên game chỉ riêng rõ chục. I love TV, khiom chô chất tu rượt tuột. It's my favorite Vichika cho chất robot nhóm. See you later. Chụp nếp bề cạo. It's time to sleep again. Đào bề đề tì ra. It's time. Nghĩa là bề lì 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 lì. Chẳng bồn kết mở hay chạm mở. Ta chia xong đây robot đà ra. Rứ có xong đây robot phục hóa. Các bạn mơ bạn miền trăm tế ta là nà chi ai dụ đọc anh đi dây thà ai dụ đọc bài chân lắm ai dụ đọc bài chân lắm nó ai mọc bì bật tên Campuchia các bạn mơ tìm bì đi how are you ta nè sọc sơ bài tế my name is am I a good student ta kìm chứ sơ đà lò mẹ tế yes I am bạn kìm. School is my favorite. Salarian, Chica cho chất ở chuyện đi cần lại để cho chất trình kết rồi bọc nhau. And English, hai năng ổng lệ, pizza ổng lệ, cứ chứ mục chiếc để cho chất trình kết rồi bọc nhau. I always work hard. Khiom tay anh ta thuê cái giang sạc cảm là khiom tay anh ta không riêng. I never play game. Khiom mình đã lấy game thế. I hate game. Khiom cho chất game. Games are for children. Game nó cứ xâm rập của mình cho mình. I always do my homework. Khiom tay ta thuê homework rồi bọc nhóm. And I always study. Hay khiom tay ta sắc xa. I never watch TV. Khiom mà đai mơ tu rụt tu tế. But I read book. Có bản tác khiom an suy phẩm. I always study. Khiom tay ta sắc xa. I'm a good student. Khiom cứ chất sắc đó là ổ mà nè. But some of my classmates có bản thái mất phẹo rung thân ạ. Class nên mất phẹo rung thân ạ rồi bọc cái nhóm thân ạ. Are naughty. Vì là bước. Vì là khô nhá. Khá là khô nhá. Dara is naughty. Dara cứ naughty. Và chấn. Đi cứ chưa xong đây thà. Đi dây bí. Dara. Thà Dara nó cứ khô. Chấn cái lại nó. Chia Dara. Rồi có chia support. Bọn tôi bị bọn bạn sẽ đọc được rồi bỏ hết. Ta cái này ní chia đà ra. Rồi có cái này ní chia support. Được không? Ní cứ xong đây như vậy thà đà ra nó cứ khôn khôi. Được không? Chắc bọn cực lần lại mới ta cái này ní chia support. Rồi có cái này ní chia support. Rồi cái này ní chia đà ra. Rồi có cái này ní chia đà ra. Rồi có cái này ní chia support. Tập Islam nó bổn vị phiền mới, hãy bỏ cho bác bổn ai, đáp được group bỏ bây giờ là sao vậy? Complete the table, bấm pin tờ ráng, ông pi support, bấm pin tờ ráng, ông pi tụm lọp cả sự sắc xá là bỏ support hay nâng đà ra, hiểu nghe? Chắc pi nước miên là support hay nâng đà ra, pi nước mà mình support đà ra.
Write Supal or Dara. So say Supal rư có Dara. None of time. Miến bê bê lìa. Some of the time. Clap ni bê bê lìa. All of the time. Group bê bê lìa. Do homework. Phương homework. Go to school. Tâu sà là riêng. Work thua cá. Study sắc xá. Play game. Play game. Watch TV. Mơ tù tù. Chẳng bốn mơ ảnh bọt đi hai bộng bình mơ. Chẳng này. Dù lấy bốn ảnh. Mình này thằng năn os tham cứ không miên bê lê. Some os tham mình là khla. Mình bê khla. Bê khla mình là thua homework. Bê khla tâu sà là. Bê khla thua cá. Bê khla riêng nhé nha. All of the time cứ group bê bê liền. Bốn mơ tờ ràng nó mộng bình dù lấy. Cô tí ho tha bị thả đu homework mới cho. Thua homework. Chẳng xua ta nhẹ đà ra nâng ạ. Ất mình bê thở đề. Chẳng ạ. Đấy chứ. Some of time nhẹ. Class. Mình bê class. Chẳng là cái mình bê class thua homework. Đấy chứ group bê bê liền. Là cái class. So far rứ có đà ra thua homework. Để cho go to school ta nó ná tâu tâu sà là riêng chẳng hạn bốn mươi bọt là cái tâu sà là riêng chẳng hạn bốn giờ đến mưa nắng đập và sân bốn thì bà giúp bốn mươi bọt đi xa là mình và anh mưa giờ bỏ khu nào bây giờ thấy bốn ọt giờ là tập bọt nó có nó ọt giờ lại. How often bốn màn đọc. How often cứ bằng màn đó. Where do you think this word go? Ta đã cất tha bịa tầng on đi. Tâu nào? Never, bằng tay. Always, tài tay. Xong tháp chuyên cả. Trong dưới đạo bịa never nè. Tâu nào? Trong dưới tha viên nó trong chùm lịch. Bê nà. Chùm lịch xôn phía rồi mòn ấy rư gọi mình. Ê cho always nè. Lại nà. Tại tại chứ và xong tháng vì ai chuột khắc trong những tháng khi mặt đen trong là ẩm đá cái bên sân là ẩm thưa mòn và chuôn cá trong vậy tha vì miền khai giống đó và là tại tại cứ đang à vừa hôn mà những phút ai mời listen to Sray Mao and Bupa talking stop the Sray Mao hay là Bupa như vậy. Is Sray Mao a good student? Ta Sray Mao cứ chờ sắc đã lo mẹ rứa. How often do you do homework? Ta đã thua homework bốn màn đó. I always do my homework. Nhóm tay anh ta thua homework được bọc nhóm. Ta bốn sẽ đọc. Text script 2.5.5. Srema, are you a good student? Can I ask you some questions? Okay. How often do you do homework? I always do homework. How often do you study? Always. I always study every day. How often do you watch TV? Sometimes. I sometimes watch TV, but I do my homework first. And how often do you play games? I never play games. Guess what? What? You're a good student. Oh, thank you. Bà sân bồn bị bà đọc bồn ảnh mơ thẹp dưới nó cầm chóng. Ai bồn tìm toàn nâu ở quầy để phụ còn dây nắng. Bồn trao tìm toàn mơ. Bà sân bồn ọt tìm toàn thế. Mình này thà việc xa bạc bạc chắc bà sân mình chắc bác bồn ai bớt là tổng bò càng trọng. Và rồi chúng lại thêm vì chạy bạc chạy bạc. Bồn khơi nhạc. Ta bồn xa đạp bạc xa tiến. Text script 2.5.5. Srema, are you a good student? Can I ask you some questions? Okay. How often do you do homework? I always do homework. How often do you study? Always.
I always study every day. How often do you watch TV? Sometimes. I sometimes watch TV, but I do my homework first. And how often do you play games? I never play games. Guess what? What? You're a good student. Oh, thank you. Tập bốn tập ba thế, tập bốn tập ba ba, tập bốn ai tập đi bây giờ. Is your friend or is your partner a good student? Ta đại cô rồi bạn nè, cứ chỉ sợ ở which character he is. Which character is he? She. Bên này thả ta quạt nó mình là cái nào bạn nè, mùi nè. Ta nhớ mình là cái nào, mùi nè. Thì là ta đại cô rồi bạn nè, chỉ sợ ở ta quạt nó mình là cái nào bạn nè, ta nhớ mình là cái nào bạn nè. Character nó cứ là cái nào. Nơi nguyên tiết tiếng bỏ ra tù ổng. Vẫn thế lại nếu mình bỏ tù ổng thì là cái nào. Là cái nào chưa đặt đến. Ask and answer question. Xuân được trả lời xong rồi. How often do you? Do you ấy? Nghe cô mơ rút hiệp này. Cái đàn nèo quá mình đại thì xôn mong. Xong tham chun cá. Mà đòn ra always. Bị đòn. Dù hộ vợt ạ. Vợt thừa ca hay cái. Thừa ca như sắc cam như nó chuồn ca nó chỉ có always. Never sometime always. Em vốn mở rút hiệp nó dồn thế. Is that right? Ta nu trăm trao thế. Listen to mom talk about her job. Đọc tờ mom đi dây ông bì ca nghe được bằng điện. Does she like her job? Ta nên chơi chất ca nghe được bằng điện thế. Write your answer. So say chùm lái nó không nôn bút được bằng điện. Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. Tạm, bốn tạm hết sợi mong như vậy bị ấy. Đây là cựu ba mình chạy được đài đài chẳng. Nông ca sạp và sân phô ôn bị bạc sạp còn ai mơ thêm là tùm bò kháng chông. Pí chạy bám chạy bò mùi, cơ nhé. Textscript 2.5.6. I work very hard. I'm a teacher. I go to school every day. I love my work, my school and my students. Ah, my students. Sometimes they're naughty. Sometimes they stand up when they should sit down. Sometimes they don't do their homework. They sometimes play football when they should do their homework. But they always have pens and notebooks and they're all very smart. I love my school and I love my students and I love being a teacher. I like my job a lot. Tập 4 sắp sát mấy. Textscript 2.5.6. I work very hard. I'm a teacher. I go to school every day. I love my work, my school and my students. Ah, my students. Sometimes they're naughty. Sometimes they stand up when they should sit down. Sometimes they don't do their homework. They sometimes play football when they should do their homework. But they always have pens and notebooks and they're all very smart. I love my school and I love my students and I love being a teacher. I like my job a lot. Listen again. Put a tick for yes. That's right. And you cross for no, that's not right. Next to the sentence. Chẳng sắp đó tiết đặt sẽ nhà thịt muối. Xong rạp việc yes, that's right. Hai nâng cross nhà khoai nâng. Xong rạp việc thật no, that's not right. Next to the sentence. Chẳng bà sân bồn. Cất tha yes that right, phụ đặt tick. Bạn ta và ọt cất tha mình trong trâu thế, phụ đặt sẽ nhạc khỏe.
She sometimes goes to school. Chong ye tha nieng tau sala rien. A nieng chun ka tau sala rien. Ta bi tram trau ot. Ye sram mai nang. B. Her students. Sa robo nieng nang kư tai tai rom pư na kal ko na. Ta tram trau ot. They never do homework. Pu ke mon dai thua homework te. Ta chang da ot. They always play football. Phụ kế tay tay lên bảo toàn trong việc trồng trồng ớt. They never have their pen. Phụ kế mình đang bị bệnh. Hay nâng lột mục của phụ kế thế. F. She love her student. Nhưng cho chặt sắc cho bọn niệm. Chẳng. Bật sân bồn. Ở cho bác bồn ai tôi mơ thêm nó càng trống. Chẳng hạn. Hãy cần mở. Thêm nó cứ thêm đi mà 2.5.6 hãy đặt nó vào sân như hiện trái bốn cú thích với nó vào sân mình trầm trao tế bốn cú khoai nó hay xưa ra khoai này nó bốn lại khoai này trong video của bạn này ở đây Miss Mom cả nhà mom xe để dây one thing ở vậy mối đại việc for việc bật click my tab script. Can you guess which one? Ta nè ai tìm ở mùi nạ. Write your guess. So say ca tu tìm vào nè nông 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 bụng. Listen and check. Ta ôn sạp mà. Hãy chăm check mở vào. Tab script 2.5.7. Can you guess the full sentence? My students don't always have their pens and notebooks. I ask them to have their pens and notebooks, but sometimes they forget. Especially Dara. Dara forgets his pen and notebook a lot. When I stop beside you. TypeScript 2.5.7. Can you guess the full sentence? My students don't always have their pens and notebooks. I ask them to have their pens and notebooks, but sometimes they forget. Especially Dara. Dara forgets his pen and notebook a lot. True or false, but recommend but look at the table and the sentences. Agreement mơ ta ráng hai nâng prayog. Are there any false sentences? Ta miền prayog mình bật là thế. Tick the true sentence. Ta tick prayog but cross the false sentence. Or cross. Đặt cross ví dụ đó mình bật à phụ mơ nè phía rồi nếu mình đi thầm ấy mình là chuẩn ca thua chuẩn ca off chuẩn ca thua chuẩn ca off chuẩn ca sometime chuẩn ca never chuẩn ca always nếu mình đi thầm viên mà rồi phía rồi mòn but never nó nghe là soul but sometime mà nó ai miền khlạc nè tạm sắp bị rồi nhé, sắp tham nữa. 1. I always do my homework. Nhóm tay để thua homework là bọc nhóm. 2. I never watch TV. Nhóm mà đài mơ tui được tui tế. 3. I sometimes play games. Nhóm chân cá lên game. With my friends. Chỉ mỗi mật phép bọc nhóm. I always work very hard. Nhóm tay đã thua cá giang sạc cầm. 1. I always do homework. Nhóm tay đã thua homework. 2. I sometimes play game. Nhóm chun cá lên game. 3. I sometimes work very hard. Nhóm chun cá thua cá giang sạc cầm. 1. I always do my homework. Nhóm tay đã thua homework rồi bọc nhóm. 2. I always study hard.
Yong tay tay không liền liền nhạc sắc cảm. 3. I never watch TV. Yong mình đang mơ tu rụt tu tế. Hai nâng play game. Hai nâng lấy game. Chân bốn cất mất. Hãy thua luôn ai mất. Hãy xưa tha lại nâng thua mất. Bốn ai mơ chung nó không chơi cái này. Cái lấy mơ ta ráng hay bây giờ ta miền. Bây giờ mình bật cả tê. Đã thích. Bây giờ bật. Đã cro. Bây giờ bật bật. Chúng bốn mơ. Nhiên là cái. Bốn mơ rụp hiệp nữa. Nè rụp hiệp nè. Thầy an bây giờ nè. Nè rụp hiệp nè. An bây giờ nâng mơ. Quát tha quát tay nhờ thua hùng vợ. Quát tay cho thua hùng vợ. Chẳng ôn mơ mà tay cho thua hùng vợ nó lại ná. Và cất mới tao bị bật ớt. Nóng ở phía rồi để quát nó. Nhưng mà biệt never be always be sometime. Để cho always study hard nó. Không riêng. Chẳng ôn mơ mà rụp hiếp nè. Ôn mơ rụp hiếp đi vô lên. Anh ấy rụp hiệp này mình đủ hôn vợ. Anh ấy cứ riêng nè. Anh ấy tạo xa lạ. Mơ tu tu hả. Với cái tất cả mà. Phần sân của ôn mơ rụp hiệp nâng ọt dưới. Ôn phở nâng ọt dưới đài. Chắc ôn mơ rụp hiệp nâng dưới. Ủa tiêu tha rụp hiệp này môi chọc. Hiệp này mình đang bỏ rụp hiệp rồi. Cái này đủ hôn vợ cái. Thấy nhé. I always do homework. Chẳng một rồi thì bật ở. Chẳng bật. Vì true ấy. I just sometimes play game. Chuyên ca lên game. Mới chuyên ca lên game. Chẳng lấy nó chuyên ca. Nè. Chuyên ca còn lên game. Mới lên game. Mình ở đây. Mình đây. I just chuyên ca thôi càng là càng. Nè. Chẳng nè. Có đấy. Có lên cái mặt miền đó nhé, rụp hiệp. Bốn mơ rụp hiệp nó vô lọt. Bờ rụp hiệp, bốn mơ rụp hiệp nó ẩn. Ẩn vô bốn mơ rụp tì hò môi nè. Vịa thả. Môi nè. Bốn dậy xa thầm mấy. I always do homework. Quật phơ homework mà bất 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 nhé. Thịt một bánh. Sometimes play game, mới chân ca quật lên game. Quật lên game mà nè mơ mơ. Thì ở đó nghe. Xôn chẳng. Vậy chứ chúng ta thua ra giang sạc cám thì chúng ta chất sắp bị rồi chẳng quật. Chúng ta thích quật. Vậy chứ bi tiết ôn mơ vô lại. Ôn mơ luôn lại. Chẳng cụ bạp nó. Arise three sentences that are true about you. So say Brio đã bật âm bì nè. Say bay bây giờ. So say bì bây giờ. That mình bật xâm rạp nhạc. Chẳng phụ ông say luôn ai mà. I never. I sometimes. I always. Do my homework. Do homework. Play games. Play game. Play football. Play bà tốt. Watch TV. Mơ tù tù. Go to school. Tờ riêng. Listen to my teachers. Đọc tờ group, talk to my partner. Vì vậy, chỉ muốn mất bẻ. Tell your group your sentences. Phạm cổ mở nè, nó bị dụng quan hệ nè. Can you guess tên này ai tìm mơ ta mùi nà bật, hay mùi nà mấn, mấn bật. I never talk to my partner. Nhưng mà đây là chỉ mùi đại khu trong phòng. No. Điệt rõ ràng, nó phần trọc trọc thế. Xôm ọc quần bồn bồn, thằng ọc nế để bàn châm lại bế mơ bị tổ lục rú. Bị đau mơ hồn đặt chọc. Và sân bồn mình vô trọng ná, bồn ảnh mơ bị tổ ní xa lăng quên. Và lục rú văn phần lật bị tổ ní là cứ cồn đó trong chai châm lại đang đọc ốn đã ạch cất lạnh. Cứ bọn ai riêng bằng tháng bằng tòa bị bốn riêng là xa lạ hai
Tức bồn ai riêng phê nào các bạn đà. Cứ bồn chùm lại phê và hai chia cả lắm móng. Đã bây check enforce our knowledge bọc bồn á. Chẳng đã bây bồn rừng chùm lại đang bọc bồn. Đã cảm thấy khăn. Và chẳng cô đó cứ bằng lần. Bồn ai mở bằng thái video bọn crew để ắt cất lại. Đã có nóng channel YouTube bọn crew nâng. Và tập chạm chung cái video tiếp của mỗi tiếp. Goodbye. Bye bye.